Thưa quý vị, cơ quan công an quận 2 thành phố Hồ Chí Minh nói đang điều tra làm rõ vụ việc một nhóm người hành hung phụ nữ trong một video clip được truyền đi trên mạng Facebook xã hội và một người tự nhận là nạn nhân trong cuộc đã đến khai báo với cơ quan này. Trung Khang trình bày. Mạng báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 tháng 5 dẫn lời Trung tá Trần Văn Hiếu, trưởng công an quận 2, nơi xảy ra vụ hành hung cho biết như vừa nêu. Cụ thể, địa điểm nơi xảy ra vụ hành hung được khai báo nằm ở đường Trần Não, phường Bình An, thành phố Hồ Chí Minh. Báo pháp luật chỉ nêu tên tắt của người bị hành hung là LMH, còn kẻ được cho là dẫn đầu nhóm người hành hung được nêu tên là Phan Hùng, và người này cho đăng video clip nói công khai trên Facebook của mình. Liên quan đến vụ hành hung này mà báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh mô tả, cụ thể là thủ phạm dùng nón và chân tấn công ba phụ nữ trong một căn phòng. Vào ngày 3 tháng 5, trên mạng xuất hiện tuyên bố phản đối việc đàn áp người dân lên tiếng ôn hòa nhân vụ hành hung chị Lê Mỹ Hạnh. Tuyên bố do 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập và 20 cá nhân ký tên đầu tiên, trong đó kêu gọi chính quyền Việt Nam phải có biện pháp xử lý thích hợp với trường hợp hành hung này. Tuyên bố nêu rõ là nếu chính quyền không có hành động nào thích hợp, thì các nhóm xã hội dân sự độc lập hoạt động bảo vệ nhân quyền Việt Nam sẽ ra lời kêu gọi biểu tình trên toàn quốc. Tuyên bố nêu lại một số vụ việc công dân bị hành hung trong thời gian qua, như hai người gồm Đỗ Thanh Vân và Nguyễn Viết Dũng hôm 14 tháng 3 sau khi đi tưởng niệm vụ thảm sát Gạc Ma ở Hà Nội, vụ chị Nguyễn Hương khi đi làm từ thiện ở Đắk Nông, Quảng Trị ngày 22 tháng 4, vụ anh Trương Văn Dũng hôm 30 tháng 4 khi quay video người dân dương biểu ngữ phản đối Formosa và vụ anh Nguyễn Pen mới hôm 1 tháng 5 ở Sài Gòn. Chị Lê Mỹ Hạnh cho biết việc bản thân và bạn bè bị hành hung một vào ngày 2 tháng 5 nhưng không có video clip được tung lên mạng. Cái đoạn clip mà thể hiện trong cái phát tán trên mạng ấy, thì không có cái đoạn sau. Và cái đoạn sau này thì nó tấn công rất là mạnh và xịt liên tục, gần như là còn lại bao nhiêu cái hơi cay nó xịt vào bản mình. Thì lúc đó mình choáng và bắt đầu bất tỉnh. Chị Lê Mỹ Hạnh cũng nói về những hoạt động mà bản thân chị theo đuổi gần đây. Theo xu hướng của rất nhiều người chúng ta trong cái xã hội bây giờ là chúng ta cần phải lên tiếng để phát triển một cái xã hội tốt hơn, sống một cuộc sống nó có cái mà chúng ta những người dân được hưởng an sinh tốt hơn. Thì cái nhu cầu của tôi, cái việc làm của tôi nó từ cái thực sự đó là cái mong muốn và cái thực tâm mà tôi muốn làm.